Quy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy mới hoàn thành xong Marukuri của một chiếc xe Innova được sản xuất năm 2019 nha các bạn. Chiếc xe này thì mới chỉ chạy được có 28.000 cây số thôi. Chủ xe bảo dưỡng chiếc xe này rất là kỹ các bạn, đầy đủ mỗi 5.000 cây số. Thì về chất lượng xe thì bên Huy đã kiểm tra tất cả 176 hạng mục, cùng với tình trạng xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước nha các bạn. Cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe. Thì bây giờ Huy sẽ quay về cái tình trạng ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe để các bạn có thể là thấy được cái độ mới và chất lượng của chiếc xe Innova sản xuất năm 2019 này. Thì đây là một chiếc xe phiên bản số tự động được sản xuất năm 2019. Các bạn có thể xem được tình trạng ngoại thất của chiếc xe này. Xe còn rất là đẹp các bạn. Chủ xe bảo dưỡng rất là đầy đủ. Thì các bạn có thể xem về phần vỏ xe. Thì về cái gai vỏ thì đảm bảo với các bạn là còn rất là dày. Các bạn có thể là chạy tới khoảng phải 70 đến 80.000 cây thì mới cần phải thay vỏ. Còn đây là vỏ theo xe các bạn. Đó. Sản xuất năm 2019. Các bạn có thể xem đây các chi tiết. Như một chiếc xe mới nha các bạn. Gầm, nhún, mọi thứ còn rất là tốt. Thì xe này thì được chủ xe dán phim cách nhiệt. Đó, phim cách nhiệt nha các bạn. Che mưa. Đó, xe thì có gắn camera dè phía sau nha các bạn. Rồi các bạn có thể xem về tình trạng bánh xa cua thì còn nguyên bản theo xe, chưa chạm đất nha. Đó, còn hai vỏ sau, gầm bệ, mọi chi tiết còn rất là đẹp. Chủ xe còn bố trí thêm một cái cản inox phía sau nha các bạn. Đây, cản inox phía sau. Phiên bản 2.0G, đây là một phiên bản số tự động, thì phù hợp cho các anh chị và các bạn đang có nhu cầu sử dụng cho gia đình. Chạy rất là thoải mái và sướng các bạn. Innova 2019, xe 8 chỗ. Thì đối với chiếc xe này hiện tại thì bên Huy đang chào bán với giá là 760 triệu thôi nha các bạn. Chỉ 760 triệu với một chiếc xe 2019 màu trắng. Chất lượng xe thì như là một chiếc xe mới các bạn. Các bạn có thể là xem. Tại do bây giờ mình đầu tư mình mua một chiếc xe mới thì Huy nghĩ nó không kinh tế bằng việc mình mua một chiếc xe qua sử dụng. Đỡ tốn chi phí ha, đỡ tốn rất nhiều chi phí. Đặc biệt là cái độ mất giá của chiếc xe. Thường thì xe mới mất giá sẽ nhiều hơn đối với những chiếc xe mà chạy lướt như thế này. Rồi mình mời các bạn xem về phần nội thất bên trong của xe. Đây các bạn, về nội thất thì táp bi cửa màu đen. Các bạn có thể thấy được cái đối với phiên bản số tự động thì mới có được cái ốp nhựa màu đen bóng này các bạn, rất là đẹp. Táp bi không bị trầy xước nha. Tình trạng các chi tiết. Rồi các bạn thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng mà những cái xe mà bên Huy đã kiểm tra, đã cung cấp cho quý vị. Ghế các bạn có thể thấy được cái độ sáng và độ mới của ghế. Thì ghế này thì chủ xe vẫn giữ một cái bộ ghế nỉ theo xe nha các bạn. Ghế rin chưa có bọc da lại. Đó, thì nếu như các bạn chạy gia đình thì có thể là nên giữ lại một cái bộ ghế nỉ này chạy, ngồi nó rất là mát các bạn. Đó, DVD để hệ thống điều hòa tự động. Rồi, cần số. Đây hộp số tự động nha các bạn ha. Có chế độ Eco Power.
chế độ thể thao và chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Đây về các bậc lên xuống thì chủ xe có ốp thêm cái miếng chống trầy xước nha các bạn. Rồi sàn thì đã được bọc simili. Đây là thảm trải sàn. Các bạn có thể thấy được cái độ sạch, độ mới của cái thảm này. Và đặc biệt thì đối với bản G thì phía sau nó có cái khay để đồ nha các bạn. Đó. Các bạn chỉ lật cái khay này ra là có thể là để đồ rất là tốt. Mọi chi tiết còn thực sự rất là mới. Đó, chủ xe bảo dưỡng rất là đầy đủ các bạn. Thì đối với chiếc xe Innova sản xuất năm 2019 này thì vẫn được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay. Thời gian thì lên tới 6 đến 7 năm nha các bạn. Rồi thì Huy xin nhắc lại sơ bộ về chiếc xe Innova sản xuất năm 2019 phiên bản G số tự động nha các bạn. Xe thì mới đi được có 28.000 cây số thôi. Mọi thứ còn rất là mới. Thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 760 triệu. Cho nên các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về cái thủ tục để sở hữu chiếc xe này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ. Nếu như các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh để khi có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho các bạn, để các bạn có thể là đến tham khảo và sở hữu chiếc xe để phục vụ cho gia đình mình nha. Xin chào.